Mặc dù đã nghỉ hưu hơn 10 năm qua, nhưng vợ chồng ông Mai Đức Hạnh và bà Đỗ Thị Bảy ở phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình vẫn luôn miệt mài cầm bút. Ông bà say sưa nghiên cứu và viết về nét đẹp văn hóa dân gian, về những giá trị trường tồn của cuộc sống gia đình người Việt. Rất nhiều đầu sách được xuất bản, song niềm vui lớn nhất với họ là giữ lại kỷ niệm cho con cháu, cho cuộc đời. Một tuổi già năng động là cuộc sống thực tại của ông Hạnh bà Bảy. Đọc sách, nghiên cứu và cho ra đời nhiều đầu sách văn hóa dân gian khiến quỹ thời gian của ông bà đôi lúc còn bận hơn cả khi đang là giảng viên trường đại học Hoa Lư. Cuốn sách Sự phản ánh quan hệ gia đình, xã hội trong tục ngữ ca dao được bà Bảy rất trân trọng bởi trong đó phản ánh khá chân thực, sinh động, nét văn hóa ứng xử gia đình của người Việt xưa, những kinh nghiệm được đúc kết phong phú, sinh động qua ca dao tục ngữ. Văn hóa dân gian Việt Nam là viên ngọc quý của dân tộc. Nó là trí tuệ, tâm hồn của cha ông mình. Thế thì mình phải lưu giữ thôi, giúp cho chúng ta thấu hiểu những cái nét đẹp truyền thống của con người Việt Nam. Và chính cái đó làm nên cái nét đẹp của văn hóa Việt trong thời hiện đại. Yêu quê hương từ bến nước, sông quê, ông Hạnh lại hướng suy nghĩ của mình đến cội rễ xa xăm của lịch sử, trầm tích văn hóa trong các hang động, mái đá, dòng sông. Để có những câu chuyện dày hàng chục trang giấy, ông phải trải qua những tháng ngày thâm nhập đi đến mọi vùng quê, ngắm từng lũy tre xanh, bến nước, con đò để gom góp tư liệu. Chúng ta thấy một cái điều là núi có thể không cao nhưng có tiên cho nên núi vẫn linh thiêng. Sông không sâu, không chảy xiết, không dài nhưng có dòng ở cho nên rất linh thiêng. Qua cuốn sách này mình muốn nói rằng viết về những dòng sông của Ninh Bình nó rất đẹp. Nó rất thơ, có chiều sâu nhân văn của nó. Vậy thì bây giờ trước hết chúng ta phải giữ lấy nó. Thứ hai là phải bảo vệ được nó. Và thứ ba là phải làm cho nó đẹp hơn lên. Năm 2002, cả hai ông bà đều trở thành hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Thời điểm đó, ông tham gia nghiên cứu về công cụ thủ công truyền thống đánh bắt thủy hải sản của người Ninh Bình. Cuốn sách được nhà xuất bản Khoa học Xã hội ấn hành. Từ kết quả ấy đã trở thành nguồn động viên, thôi thúc ông bà nỗ lực hơn nữa, mải miết hơn trên hành trình tìm hiểu nét văn hóa nguồn cội. Chúng ta là kinh đô của một đất nước. Mà cái kinh đô đầu tiên này rất quan trọng. Cái nền văn hóa dân gian của Ninh Bình rất phong phú. Chúng ta tiếp tục phải khai thác nó, tiếp tục phải sử dụng nó để nó giúp cho du lịch Ninh Bình mang lại hiệu quả không chỉ kinh tế mà còn phải có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Đến nay, ông Hạnh bà Bảy đều đã ở tuổi 70, có 4 người con đã trưởng thành. Niềm say mê với văn hóa dân gian vẫn còn mãi trong ông bà và được minh chứng bằng rất nhiều thành tích giải thưởng văn học. Để những giá trị văn hóa cốt lõi, truyền thống tốt đẹp của cha ông sẽ luôn được chắt chiu, gìn giữ và trao truyền cho thế hệ mai sau. Đó là tâm niệm mà ông bà vẫn đang luôn hướng tới.